1972 vốn là một chiến dịch đối phương có quy mô rộng lớn, khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới, chính vì sau đại chiến thế giới thứ hai. Chiến dịch đối phương này mãi vẫn còn để lại nhiều dấu ấn sâu sắc cho các học giả nghiên cứu trên nhiều góc độ. Tôi chỉ xin đề cập đến một góc độ nhỏ của sự kiện Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Đây thực sự là một cuộc đọ trí giữa Công quân Nhân dân Việt Nam với Công nghiệp Hoa Kỳ. Với tầm nhìn về sự chỉ đạo chiến lược tài giỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc xây dựng phát triển lực lượng Công quân Nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đã được chú trọng từ rất sớm, dẫn đến sự ra đời của Trung đoàn Công quân Xung kích đầu tiên ngày 3 tháng 2 1964, tiếp theo là các đơn vị Không quân Xung kích thứ hai. Tuy nhiên, liên quan lực lượng Không quân Việt Nam Hoa Kỳ trên chiến trường Bắc Việt Nam trong giai đoạn tháng 12 năm 72 với Việt Nam và Hoa Kỳ là vô cùng chênh lệch. Để tiến hành cuộc tập kích của lực lượng Không, chiến dịch Lai Lạc Đức hai, Mỹ đã huy động lực lượng Không quân chiến lược Việt Nam hai gồm 193 thiết trong tổng số 400 thiết của toàn nước Mỹ. Không quân chiến lược gồm 1,077 thiết trên tổng số 3,043 thiết, trong đó một liên đội máy bay F-111 khoảng 50 chiếc. Ngoài ra còn hơn 50 máy bay KC-130 thiết đầu trên không cho B-52 và một số loại máy bay phục vụ khác như máy bay gây nhớ chỉ xa, máy bay trinh sát chiến lược, chiến thuật, máy bay chỉ huy liên lạc chiến lược cấp chín. Lực lượng tàu sân bay tham gia có 6 trên tổng số 14 chiếc của Mỹ. Ngoài ra, còn các tàu chiến và hạm đội 7 ở Thái Bình Dương, tất cả là các căn cứ chiến thuật của quân đội Mỹ ở Đông Nam Á và Nhật Bản đều được sử dụng để phục vụ tối đa cho chiến dịch này. Lầu Năm Góc đã cấp tốc thành lập hẳn được bộ chỉ huy không quân chiến lược lâm thời phục vụ cho chiến dịch. Có thể nói, đây là một cuộc huy động lực lượng không quân cho cuộc chiến dịch, cũng như lực lượng bảo đảm cho không quân tác chiến của Mỹ to lớn chưa từng có của đế quốc Mỹ từ sau đại chiến Nhật Nga. Về phía Công quân Nhân dân Việt Nam lúc đó có 4 trung đoàn không quân chiến kích, trung đoàn 91 sử dụng máy bay MiG-21 S-96, trung đoàn 93 sử dụng máy bay MiG-17, trung đoàn 95 sử dụng máy bay MiG-19 và trung đoàn 97 sử dụng máy bay MiG-21 S-94. Và trong đó thì cái trung đoàn 97 cũng vừa mới thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 1972, như thế là rất sớm, tức là rất là gần, tức là rất muộn nhưng mà rất gần với cái cuộc chiến tranh của chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng còn có một trung đoàn vận tải 99, sau đó để chuẩn bị cho oanh tạc một số mục tiêu quan trọng của địch. Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu giữa không quân ta và siêu pháo đài bay như năm 2 của Mỹ trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không tháng 12 1972, nhiều bằng chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự báo ngay từ cuối năm 67 và đầu năm 67, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Binh chủng Không quân phải nghiên cứu các cánh viên hôm nay để thực hiện nhiệm vụ này. Thì Bộ Tư lệnh Quân chủng đã cử đồng chí Hoàng Lộc Dương tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân và cùng với Bộ Tư lệnh Binh chủng tổ chức bộ phận cán bộ tham mưu phi công vào Quảng Bình, Vĩnh Linh leo cả đơn giản vị dạ trực tiếp quan sát của nội đường và khi được hoạt động của B-52 cả ngày lẫn đêm. Cái phần này á thì đồng chí Phạm Tuân đã nói rõ, tức là phải liên tục trực tiếp từ chỉ huy tới phi công là phải vào trong đó, phải quan sát được, phải là đến tận những cái xem cái đường bay của nó, cái đội hình của nó ở trên cái chiến trường, nhất là trên dọc cái đường từ chín năm là được chín cây thân. Bây giờ thì binh chủng đã đưa ra hai chiến đường vào Quảng Bình, Vĩnh Linh liên tục mở máy tìm bắt mục tiêu, rút kinh nghiệm và đã phát hiện được mục tiêu trong nhiễu, tổng hợp được khi là hoạt động của B-52, xây dựng được phương án tác chiến cùng phi công nghiên cứu các cánh và cùng với huấn luyện một số phi công mức cao nhất chuyên máy B-52. Cuối tháng 9 năm 1971, binh chủng không quân đã tổ chức bộ phận chỉ huy tiền phương không quân ở Quảng Bình ngay sát của quận Sơn Tây và để theo dõi nghiên cứu. Và sau trận đánh của phi công vũ địch ra,
cất cánh từ sân bay Anh Sơn, bắn bị thương một chiếc B-52 ngày 20 tháng 9 năm 1971 trên vùng trời đường chín xe tải. Cái này phải nói với người ta chú thế này, đồng chí Vạn Dạ, đồng chí có định dạng vẫn được không? Thế nhưng mà tại sao đồng chí có định dạng dẫn ra và một cái đường lớn như thế mà là chỉ có khó một quả tên lửa? Thì lúc đó là bộ tư lệnh binh chủng và lý giải là F-4 định chỉ giết được. Lực lượng phi hủy đường chín khe thanh là trở về hạ cánh ở sân bay Anh Sơn giết hạ và chiến đường đi có khả năng gặp F-4 phải giết đâu cái đó. Cho nên là bộ tư lệnh binh chủng giao cho anh gặp được thì anh chỉ được không một quả tên lửa, còn một quả tên lửa anh đề phòng gặp F-4 gặp được anh là anh biết đâu. Cho thời kỳ đó tôi cùng với anh Trần Mạnh bàn với nhau để giao đơn vị cho anh muốn hình dạng như thế, cho nên muốn hình dạng thì bắn một quả tên lửa, một con mắt của quả tên lửa. Nhưng lúc về thì chỉ dắt vô, nó bảo đúng là mình đi chơi có một quả, tôi có hai mà có một quả vào cái máy bay này, cái cùng mà tầm bốn cái cùng đồng cơ hai cái một thì nó chỉ tắt cái máy bay đi xong nó có thể như thế này, nó lắc lại lắc lưng không về thì khai đa hạ cánh công việc không bao giờ đầy được. Thì lúc đó từ đó kết luận là từ về sau anh phải tuân để đi đánh là cứ phải lấy hai cái, tức là cứ phải một hai quả tên lửa không bao giờ lúc đây cứ tỉnh như thế nào. Các kinh nghiệm sung máu trong kia và cái này chúng tôi là quyết điểm của kỳ chứ không phải là quyết điểm của anh Vũ Đình Đại. Xác định rõ định chất đồng một quả thôi, và anh về thì bảo vệ về với anh em để chúng tôi chỉ nói rõ như thế. Và tôi cứ cần đánh anh Vũ Đình Đại về đó thì là bộ tư lệnh không quân đã khẳng định lúc thăm lúc với tên lửa trang bị của máy bay và được chỉ huy đến được tốt khi không người ta dũng cảm như thế thì không quân ta hoàn toàn có thể tiếp cận và bắn rơi BMI trên bầu trời chúng ta. Thì cái này hôm nay cả anh Văn Duy chính ủy của binh chủng và anh Tín là cũng là chính ủy của quân chủng hôm nay có mặt ở đây để giúp cho mình biết rõ những cái việc này chính là ngay trong bản gì của binh chủng đã có như vậy. Và chúng tôi xác định là tiếp cận mà khi diệt B-52 á, lúc người ta phải luôn qua mặt được cái màn lưới rất dày đặc của ID-66 và cái màn lưới của bản thân B-52 nó phát ra, và đồng thời á là phải vượt qua rất hàng rào các nơi chiến sĩ đạt được. Thế thì anh Phạm Xuân nói đúng, cái hai bên cái hàng rào hai bên của đội hình B-52 là các cháu đi cho lại những cái đội hình F-4 nó bảo vệ rất là chặt, cho nên là đúng là đánh đôi đầu hai là chuyên dụng màn lưới của bác có để chuyên dụng cái màn bảo vệ dày đặc để chuyên sức F-4 là cực kỳ khó. Thế nhưng mà đúng là anh Phạm Tuân có nói với tôi một cái điều rất là đúng là ta không được chứ, bởi vì đánh đôi thưa con chính không thể đánh đôi đầu hai chiếc được, không thể đôi đầu bốn chiếc của ban ngày được, chỉ dùng một chiếc máy bay vào trong cái đội hình dày đặc của nó thì bản thân nó chẳng biết ta là ai mà nó ta phân biệt cho nó, chứ nó cũng không biết ta là không phải sao, ta lẩn ở chỗ nào nó cũng như thế đâu. Cho nên là chúng ta ấy rất là đau vọng lên trong quá trình cái này có những cái thằng ta muốn nó gần thì nó phát hiện được, nó quy lại nó đánh ta, chứ còn nó cũng lẫn lộn chứ không phân biệt được, rất khó phân biệt. Và chúng tôi nghiên cứu rằng là đối với máy bay qua thực tế chiến đấu thì mức bọn chúng cũng so sánh với mức F-4 và nó đã
có cái huấn luyện của cái thi công của chúng lại được đào tạo tốt, và các cái thi công mà chúng ta gặp ở trên bầu trời của Bắc Việt, miền Bắc Việt Nam của chúng ta đấy, hầu hết là những cái thi công đã trải qua chuyến bay ở Triều Tiên, đã trải qua. Và chúng tôi cũng học cái từ kinh nghiệm của những trang trên của Triều Tiên, cho nên là nó là có những cái thi công rất là thường xuyên. Do đó tôi không phải nói ngẫu nhiên là cái ngày trong cái cảnh bảo vệ cái tên để là này cao xa vào ngoài bảo vệ ông đồng, thì ban ngày chúng nó tập trung vào đánh phá để nó bảo vệ cho bên Nam Hải đi, thì ngay không quân của chúng ta đồng chí ngày 26 thì đồng chí phi công Hoàng Sa Mình lái mũi 21 S94 là con trai của đồng chí phó thủ tướng chính phủ Hoàng Anh ấy, là đã chiến đấu rất là oanh liệt trên bầu trời của cầu Gành phía tây của Ninh Bình, bắn về nghĩa đến và đồng chí đã anh dinh hy sinh. Và trước ngày 27 đồng chí phi công Trần Việt cũng là từ sân bay vòng ngoài sân bay Nhuế 1 bắn một cái máy bay F4 và bắn rơi, bắt sống được cái phi công trung tá Rai này. Trung tá Rai này là cái phi công trực phẩm đã có chiến trong cuộc chiến tranh ở Triều Tiên và bắt được ở ngay bầu trời Hà Tây. Thế là nghe người ta gặp và sau khi bắt và sau khi hỏi tin thì chúng nó khai đấy. Thế cho nên trong hội nghị rút kinh nghiệm đợt một ấy, thì đến ngày 27 tháng 10, diễn ra 10 ngày, lực lượng tên lửa đã bắn rơi rất nhiều cái bay B-52, không quân ta lại chưa hoàn thành được sứ mạng, cho nên tâm lý và áp lực của bắn rơi B-52 khiến cho phi công ta cảm thấy trách nhiệm rất nặng nề để đi vào. Trong khi đó, thì địch đã gây cho ta nhiều tổn thất, hệ thống sân bay bị đánh hỏng. Mấy ngày đầu khi ta về hạ cánh có tổn thất ngay vào. Có những hôm đồng chí Phạm Tuân nói đúng, đồng chí Hoàng Diệu, đồng chí Dạng, rồi đồng chí Phạm Tuân cũng có hôm là về là đi bao nhiêu học, nhưng mà có hôm là mua 100 mình giải cho 100 mét độ cao tầm nhìn rất xấu. Cho nên có những trường hợp là phải rất máy bay những gì tổn thất một cái này, lực lượng của chúng ta cũng bằng đi trên đường đấy. Thế cho nên nghiên cứu cái thủ đoạn khi luật hoạt động quy định những người thực thi bộ tư lệnh binh chủng, các đồng chí sĩ quan chỉ huy dân đường thi công nhận thấy tầm quan trọng hàng đầu của không quân là phải giữ được bí mật tất cả tạo những yếu tố về địa điểm và thời gian xuất cánh, về cái thời cơ tiếp cận được tất cả các máy bay ở miền Bắc, các sân bay miền Bắc đều đã bị phát hiện và đánh giá, cần phải bí mật cơ động đến sân bay vòng ngoài phối hợp chặt chẽ với sở chỉ huy trung tâm và sở chỉ huy vòng ngoài dân đất. Tức là đồng chí Phạm Tuân nói đúng, một chiếc máy bay đồng chí Phạm Tuân bốn cái sở chỉ huy, sở chỉ huy trung tâm, sở chỉ huy Thọ Xuân, rồi sở chỉ huy Yên Bái, rồi sở chỉ huy là Nội Bài, nhưng mà cuối cùng gần đến lúc tiếp địch thì sở chỉ huy trung tâm phải nói rất tài năng lại sở chỉ huy trung tâm của quân chủng chỉ huy, nhưng nó không đúng. Thế cho nên là cái đó là phải tập trung vào một, và do đó cho nên là rất dẫn được cái Phạm Tuân ra cất cánh từ sân bay Yên Bái, cũng báo cáo thêm với các đồng chí sân bay Yên Bái liên tục đã bị đánh phá từ ngày 22, 23, 24, 26, biết đã không thể sử dụng sân bay này để hạ cánh. Nhưng mà đến chiều 27 tháng 12, bộ tư lệnh binh chủng Nga phát định rằng Phạm Tuân có thể cơ động từ Nội Bài lên sân bay Yên Bái, vì thì cho rằng sân bay Yên Bái phải học được không thể cất cánh được, cho nên là bí mật chiều đấy là đưa đi Phạm Tuân lên. Đây là cái quyết định của tập thể binh chủng không được. Thế và với là hạ cánh rất là an toàn. Và sau đó thì là diễn biến cuộc trận đánh ngày 27 tháng 12 như thế nào thì đồng chí Phạm Tuân đã báo cáo với các bạn như vậy. Nhưng cũng phải nói thế này, trong cái rất dẫn phát hiện cho Phạm Tuân xác định được
cái quan trọng nhất ấy, phải xác định được với mục tiêu mà bắt rồi đối chọn đến mục tiêu mà tấn công. Nhưng cái quan trọng nhất là phải liên tục thông báo bước đi cách mục tiêu bao nhiêu. Vì vừa mới các đồng chí cái ánh sáng của B52 cũng nghe đến anh tốc độ của anh là 1.5, tức là anh 1.800 km/h tiếp cận được 1.000 km/h thì tôi đi tiếp cận rất nhanh. Nếu không thì liên bắt được thì tương đối, chứ còn đến gần không không biết rằng cái sự liên mình gì xa rồi. Cho nên là liên tục thông báo 5 km/h, 10 km/h, 8 km/h, 5 km/h, 3 km/h, 4 km/h. Thế là khi thế là phân tâm đến rồi là họ phân lẫn không hai chai, uống hết hai chai. Cái đồng chí bắn ra là phải bán chết ai vào tên lửa uống hết hai chai. Sau đó là bỏ tâm sâu lên là lập được thấy là phân lẫn. Thưa các bạn chú chú. Thế còn bà chú chú này, anh Vũ Xuân Thiều cũng vậy. Từ sân bay Cần Thủ với cái điều kiện là cất cánh rất là cất cánh rất là khó khăn, nhưng mà sau khi mà đêm 28/12 nhiều tốt B-52 từ phía Nam Hương Tâm bay về phía Bắc dọc theo phía tây của biên giới Việt Lào 20:40 Vũ Xuân Thiều được dẫn cất cánh từ sân bay Cần Thủ sở chỉ huy tàu sân được bổ trợ của trung tâm dẫn vòng ra phía sau đường B-52 đến gần vùng trời Sơn La mới cắt bạc lên. Và khi cao bạc lên mắt được một chiều tốt rồi thì liên tục thông báo về mục tiêu tôi đi. Và đến lúc anh cũng không cầu thôi nên là ta thấy mục tiêu, mục tiêu với các chỉ là mục tiêu quá rồi, tốc độ tiếp cận của bạn quá lớn. Nhưng mà Vũ Xuân Thiều hô lên khi tiếp vào công kích thì sở chỉ cho phép cứ tiếp nghe uống hết hai chai. Thế như thế là vừa xong một cái thì chỉ nghe cái phần cái Vũ Xuân Thiều báo cáo là vô. Thế là sau đó thì báo cáo với các đồng chí chỉ thấy một cái vùng sáng lớn cháy lớn ở trên bằng nhiệt phẩm, và sau đó một cái ánh sáng một cái sáng nữa rõ về nhiệt phẩm. Chúng tôi xác định những sự việc này và báo cáo với bộ tổng tham mưu. Và sau khi báo cáo thì thưa với các đồng chí, ngay sau trận đánh này đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đến ngay sở chỉ huy chiều tổng có mặt đồng chí Lê Văn Chi tư lệnh và đồng chí Thứ ủy Hoàng Vương. Tôi trực tiếp báo cáo diễn biến của trận đánh, đồng chí đại tướng tổng tư lệnh điều tiết khen ngợi và nhắc không được chủ quan thương địch, và chỉ huy cho Thứ ủy cũng như là tư lệnh quân tỉnh tiếp tục động viên bộ đội chiến đấu thắng lợi toàn thắng của mình. Báo cáo với đồng chí như vậy. Qua thực tiễn chiến đấu của không quân nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Hà Nội điện biên phủ tiên phong cho thấy bản lĩnh chính trị vững vàng, trí thông minh, quyết tâm chiến đấu đã giúp cho không quân nhân dân Việt Nam tạo ra thế chủ động, tận dụng thời cơ tìm ra các cánh sáng tạo phù hợp nhằm hạn chế sức mạnh của địch phát huy tối đa khả năng chiến đấu của máy bay MiG của ta. Từ đó chỉ bắn rơi được một số máy bay chiến thuật của địch, bộ đội không quân trẻ tuổi đã vượt lên thực hiện quyết tâm bắn rơi máy bay chiến lược siêu phá đảo bay B-52, ghi được một chiến cơ mới trong trang sử chiến đấu trên không và lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Trong chiến dịch khi không quân chỉ bắn rơi 2 máy bay B-52 Mỹ, sau lực lượng cơ động hàng ngoài của quân chủng phòng quân không quân, chúng ta đã có khả năng nhấn đỡ và làm dối loạn nhiều đội hình địch từ xa, tạo thế và lực cho lực lượng phòng không 3 thứ quân tiêu diệt địch. Do vậy, không quân đã xác định rõ nhiệm vụ đánh các mục tiêu đặc biệt như máy bay chiến lược B-52, đánh đối tượng ngoài tầm tên lửa như máy bay tác chiến điện tử, máy bay chỉ huy dẫn đường trên không, máy bay chiến đấu, các máy bay phóng tên lửa không dưới đất tầm xa. Trong thực hiện nhiệm vụ đánh máy bay từ cả không tên lửa, lực lượng chủ yếu tiêu diệt B-52 là lực lượng là tên lửa. Không quân đã quán triệt nhiệm vụ và đã hoàn thành tốt đẹp như được giao. Xin cảm ơn các bạn.